chúng ta sẽ còn một cái, anh xem còn cây nào nữa này, phần sản phẩm này. Đây cũng là một dạng nhá. Thì cái next next này này thì nó lại giống cái slide vừa rồi của chúng ta làm, chỉ là nó không chạy tự động thôi. Đó. Thì chúng ta sẽ không làm cái next này nữa, nhưng chúng ta sẽ làm cái trường hợp là khi click vào từng ảnh như thế này thì chúng ta sẽ hiển thị nó lên. Ok không các bạn? Bây giờ anh sẽ cùng các bạn tạo ra cái ví dụ này. Ví dụ ở đây anh có một cái ảnh chi tiết sản phẩm như thế này. Anh sẽ lấy từng cái ảnh ra nhé. Giả sử anh có 5 cái ảnh như thế này. Anh sẽ tạo ra một cái trang tiếp theo. Đó là product detail đây. Detail.html. Sẽ để thêm chữ Shopee vào. Rồi, chúng ta sẽ tạo ra một cái gọi là change image for product detail. Đó, ok chưa? Chúng ta sẽ có cái này. Thế bây giờ chúng ta sẽ xử lý nó như thế nào? Đầu tiên anh sẽ định nghĩa ra danh sách các ảnh như thế này. Ban đầu anh sẽ khai báo cái ảnh số 1. T1.png thì phải. JPG. Chúng ta chạy thử nó lên này. Đó, đây, anh sẽ giữ nguyên như này, không cần CSS nữa. Và tiếp theo anh sẽ có phần ở phía dưới. Trong đây anh sẽ có danh sách các ảnh khác với thứ tự nó sẽ là hai này, ba này, bốn này, năm này, một. Và anh sẽ set width, ví dụ anh để khoảng 50 pixel, 50 như thế này. Rồi, được chưa các bạn? Ok, chúng ta có danh sách các ảnh con như thế này. Rồi, được chưa? Chỉnh lại cái width ở trên này. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xử lý giống với cái trường hợp mà chúng ta xem ở trên Shopee. Có nghĩa là khi người dùng click vào đây, đó, thì chúng ta sẽ làm gì? Anh sẽ CSS một chút để mà nhìn cho nó hiệu quả hơn. Thì anh sẽ CSS đối với tất cả những cái ảnh nằm trong thẻ P. Thì khi mà hover vào
thì nó sẽ có một cái border bằng 2 pixel solid màu đỏ, giả sử như vậy. Còn default thì nó sẽ có border màu trắng đi, chẳng hạn như vậy. Đó, anh giả sử như vậy. Simple như thế này thôi. Đó, được chưa? Vậy bây giờ chúng ta xử lý như thế nào các bạn? Nó dễ thôi. Chúng ta cùng làm nhé. Cho cân cân lên một chút này. Rồi. Ok. Chúng ta cùng xử lý này. Bài này thì nó cực kỳ đơn giản các bạn ạ. Nó rất dễ. Ở chỗ là khi mà chúng ta click vào một cái ảnh, anh sẽ viết jQuery ở đây. Anh nhúng jQuery vào. Nó dễ lắm. Đây. Đây. Thì chúng ta sẽ khai báo jQuery trước. Sau đó chúng ta sẽ đi viết sự kiện khi người dùng click vào những ảnh ở trong thẻ P thì anh sẽ selector như thế này. .click function. Đó có nghĩa là khi người dùng click vào ảnh trong thẻ T à, trong thẻ P thì chúng ta sẽ lấy ra được cái gì? Bản chất chúng ta sẽ đi lấy ra đường dẫn ảnh ở trong thẻ P thôi. Đây này. Đó. Thì chúng ta sẽ lấy ra cái đường dẫn của chính cái ảnh này. Có nghĩa là lấy ra đường dẫn của chính ảnh đó. Anh sẽ tạo ra một cái biến là image path sẽ bằng cái gì? Bằng zip chấm. Để lấy ra thuộc tính, giá trị của thuộc tính src chúng ta chỉ cần dùng thuộc tính attr như thế này. Được chưa? Sau đó alert lên, các bạn sẽ ngay lập tức nhìn thấy cái đường dẫn của cái ảnh đấy. Đó, ok chưa? Đó, thì khi gặp bài toán như thế này chỉ vài dòng code là các bạn giải quyết được vấn đề rồi, không phải đi search gì cả. Được chưa? Sau khi mà lấy được đường dẫn rồi thì các bạn sẽ gọi đến cái ảnh chính này, anh giả sử có tên là main image. Chúng ta sẽ gọi đến cái ảnh chính có ID là main image.attr. Cái thuộc tính attr chúng ta đã học rồi. Nó có hai tác dụng. Một là lấy ra giá trị của thuộc tính. Hai là chúng ta thay thế giá trị của thuộc tính bằng cách là viết tên thuộc tính như thế này. Và giá trị cần thay thế ở đây là image path. Đó, nó vỏn vẹn 3 dòng các bạn. Nếu mà để code thì 2 dòng thôi. Đó. Được chưa các bạn? Được chưa? Đó, thì đây là cái case study thứ 3 mà anh muốn giới thiệu cho các bạn. Thì trong thực tế thì nó còn rất rất nhiều case study khác nữa. Tuy nhiên, anh muốn sử dụng trang Shopee này là cái một cái trang mẫu để chúng ta xây dựng những cái hiệu ứng mà chúng ta đang thấy có ở trên Shopee. Được chưa các bạn? Đó. Thì anh hy vọng là qua những cái ví dụ như thế này sẽ giúp các bạn hiểu được và biết cách vận dụng nó vào trong những cái bài toán mà các bạn gặp trong thực tế và những cái project của các bạn đang làm. Đó. Thì đối với toàn bộ kiến thức về JavaScript và jQuery thì chúng ta sẽ tạm dừng ở đây. Và một bài tập lớn cho phần này đó là phần quản lý sinh viên. Anh muốn các bạn làm hoàn chỉnh cho anh và gửi lại để anh review code và đánh giá nữa.
Ok chưa? Và các bạn hãy áp dụng tất cả những cái mà chúng ta đã làm về jQuery và JavaScript vào trong cái giao diện cuối khóa của các bạn. Được chưa? Đó. Thì bắt đầu từ buổi sau, chúng ta sẽ bắt đầu học sang những kiến thức cơ bản của Bootstrap. Và mục tiêu của phần học Bootstrap là chúng ta cũng sẽ dựng một cái trang ở mức đơn giản để các bạn hiểu được cái cách chúng ta làm với Bootstrap như thế nào. Đó. Thì kiến thức trọng tâm của khóa này nó vẫn là kiến thức về CSS chứ không phải là Bootstrap. Các bạn nhớ cho anh như vậy. Có nghĩa là cái kỹ năng các bạn tự dựng giao diện được từ A đến Z với CSS mới là cái quan trọng. Còn sau này nó có rất nhiều các framework khác của CSS. Ngoài Bootstrap thì nó còn rất nhiều nữa. Đó, thì chúng ta không bám vào framework mà chúng ta sẽ bám vào kiến thức nền đối với frontend. Và JavaScript thì các bạn phải nắm được những kiến thức cơ bản, cái mà chúng ta đã học thôi. Được chưa? Thì đối với phần này thì chúng ta sẽ kết thúc cái buổi hôm nay ở đây.